ảnh người nhảy vọt ra khỏi khung hình. Các nhà nghiên cứu vừa mới chế tạo thành công một AI, trí tuệ nhân tạo, có thể mô phỏng các chuyển động hết sức thú vị như đi bộ, chạy nhảy, ngồi, thậm chí là nhảy vọt ra ngoài khung hình đối với một bức ảnh chụp tĩnh. Theo đó, công nghệ có tên PhotoGuic, áp do các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Washington kết hợp cùng Facebook sẽ phân tích, xử lý hình ảnh chụp người ở dạng tĩnh, để nắm được vị trí và hình dạng cơ thể. Sau đó, AI sẽ chuyển đổi hình ảnh từ dạng 2D sang một hình chiếu 3D, với các chi tiết chưa xuất hiện trên hình ảnh được che lấp bởi thuật toán, cũng giống như khi sử dụng công cụ tái hiện trên Photoshop vậy. Thử thách lớn nhất ở đây đó là chúng tôi chỉ sử dụng một nguồn ảnh duy nhất, đó là từ vị trí của máy quay. Do đó, nhiều phần thân thể sẽ bị che khuất. Giáo sư Ira Kemel mà chờ chia sẻ về dự án. Công việc của chúng tôi đó là kết hợp những tiến bộ kỹ thuật để giải quyết một vấn đề trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo. Nghiên cứu được đánh giá là một bước tiến lớn trong việc ứng dụng công nghệ AI để xử lý và tái hiện hình ảnh một cách chân thực, vượt qua khả năng tưởng tượng của con người. Photowick, app mở ra một phương thức mới trong việc tiếp cận với hình ảnh. Trung, ý quen, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, nó chưa hoàn thiện, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Nguyễn Nguyễn